giữa buổi chiều ngày 22 tháng 8 năm 2024, đoàn chúng tớ đã đến quê hương mộ của bà Vanga, nhà tiên tri nổi tiếng của Bulgaria. Добрый день. Да. Ага. Đâu? Chai Lipa đấy. Đã. Việt Nam. Việt Nam. Đã. Con cô, con cô. Con lên vào. À. Đây là cái gì? Hai đồng hả? Chai Lipa. Lạ cho em anh nước nắng. Anh em chưa chụp. Xong chưa? Xong chưa? Chỉnh lại cho thôi nha. Ở bên kia nha. Nha, ngồi ấy đúng là tâm mất. Không, ấy đúng là tâm này. Bỏ mũ ra, bỏ mũ. Bỏ nón ra. Rồi anh nghỉ vô đi. Một mình anh một kiểu. Đó. Đúng là ga lăng. Rồi cái ống là bẩm thì đã biết rồi đó. Đã nghe rồi. Đây là trong khuôn viên của khu vực mộ bà Vanga. Vô lại đi anh, rồi một cây carusi này, cây lê này, chữ quả luôn, nhiều quả quá. Còn đây là quả sung. Kìa, đỏ chín dọc đường rồi. Mộ của bà Vanga, nhà tiên tri nổi tiếng của Bulgaria và của cả thế giới. Hoa tím đẹp quá. Đây bọn mình đã đến thăm nhà của bà Vanga. À đây, nhà của bà Vanga đây. Kustichkata Vanga.
La Vanga. La Vanga. Đây bà Thu Hồng đây. Hôm lần trước tụi em đi có anh đủ không nhỉ? Cách đây 5 năm á. Anh ngồi đây mà không anh đi gọi rồi đâu. Đây nhà bà Vanga đây. Đây. Ôi vườn hoa đẹp quá. Hoa trong vườn hoa của nhà bà Vanga đây. Đẹp quá. Uống nước cũng được mà. Đây là trong khu vườn của nhà bà Vanga ở Bulgaria đấy. Đây khu vườn đây. Buổi chiều ngày 22 tháng 8 năm 2024 tại khu vườn của nhà bà Vanga. Dạ vâng. 6 giờ là tiêu rồi. Vâng.